xin chào tất cả anh chị em nhá. Em xin tự giới thiệu, em tên là Cường, em là giám đốc của công ty laptop Việt Quay. Bên em chuyên phân phối tất cả các dòng laptop cũ anh em nhá. Tất cả các dòng laptop cũ có giá dao động từ 2 triệu đến 3 triệu, 4 triệu, 5, 6, 7, 8, 9, 10 triệu và cao hơn nữa. Thế nên là anh em có nhu cầu mua máy tính xách tay nha anh em nhé, mua máy tính xách tay hoặc thì anh em hãy liên hệ với bên em theo số điện thoại và Zalo đấy, thì em sẽ gửi list sản phẩm cho anh chị em. Trên cái list sản phẩm đấy thì bao gồm có ảnh sản phẩm này, cấu hình chi tiết từng sản phẩm và giá từng sản phẩm để anh chị em tham khảo anh chị em nhé. Thế thì bên em bán máy thì có ship toàn quốc anh chị em nhé, ship đến tận nhà các anh chị em, và anh chị em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Tức là thế nào, tức là khi mà ship mang đến nhà anh chị em ấy, thì khi mà anh chị em mua hàng, anh chị em được cho em xin thông tin này, họ và tên, số điện thoại và địa chỉ, là bên em sẽ có ship đến tận nhà anh chị em luôn. Và anh chị em ở tại nhà anh chị em bắt máy ra kiểm tra hàng. Thứ nhất là máy giống như trong ảnh, thứ hai nữa là máy không bị rơi va vỡ đập gì cả, thứ ba nữa là cái cấu hình máy giống như bên em đã thông báo, thì lúc đó anh chị em bật máy lên máy hoạt động bình thường thì anh chị em mới thanh toán tiền cho ship và nhận hàng anh chị em nhá. Còn về phí ship thì bên em miễn phí ship toàn quốc, cho nên là tất cả anh chị em ở đâu ấy, bên em đều ship tận nhà và không, anh em không mất một đồng phí ship nào luôn anh em nhé. Còn tất cả máy bên em bán ra ấy đều có bảo hành, đều bảo hành 3 tháng toàn bộ máy về phần cứng, còn về phần mềm là bên em bảo hành trọn đời luôn. Cho nên là trong quá trình sử dụng thì anh em có vấn đề gì mà lỗi lầm về phần mềm hay này nọ thì anh em cứ gọi điện cho bên em theo giờ làm việc, giờ hành chính anh em nhé, là sáng từ 8 sáng là từ 8 giờ sáng đến 11 rưỡi, chiều là từ 2 giờ chiều đến 6 giờ kém 15, thì là đều có nhân viên kỹ thuật hỗ trợ anh em để anh em có thể xử lý được các cái lỗi, và nếu như anh em không làm được thì các bạn kỹ thuật sẽ điều khiển từ xa và sẽ xử lý cho anh em nhé. Và chủ nhật bên em là không có nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, và ban đêm nó cũng không có luôn, chỉ có giờ hành chính ban ngày thôi, anh em phải thông cảm cho em nhé. Thế thì khi mà anh em mua máy ấy, thì là bên em đang có chương trình khuyến mại. Thứ nhất là máy là đầy đủ pin sạc kèm theo, thứ hai là bên em đang chương trình khuyến mại cho nên là sẽ được tặng một phần quà, đó là cặp đựng laptop chuột không dây và tấm lót chuột để anh em di chuột. Khi anh em mà mua máy anh em chỉ việc nhận máy thôi, và tất cả mọi thứ là anh chị em chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải cài cắm hay làm gì cả, bên em đã làm sẵn hết cho anh chị em rồi. Anh chị em nhận máy chỉ việc sử dụng, và nếu anh chị em nào chưa biết sử dụng thì cứ inbox cho bên em sẽ hỗ trợ quay các cái video cơ bản để hướng dẫn tất cả các anh em sử dụng, và trong quá trình sử dụng thì anh em cũng có thể là xin gọi cho kỹ thuật bên em để hỗ trợ anh em nha anh em nhá. Thì ở bên em thì có các cái kênh để anh em có thể tham khảo, đó là bên em có website, đó là laptop cũ rẻ nhất.com anh em nhá, anh em có thể vào website bên em. Thứ hai nữa là bên em có kênh YouTube ấy, là kênh Laptop Việt Quay anh em nhá, Laptop Việt Quay. Cái kênh YouTube thứ hai của bên em nữa là kênh Laptop cũ Việt Quay, cho nên là anh em cứ vào đó có thể là tham khảo các cái sản phẩm bên em đang có, hoặc là có thể tham khảo các cái thủ thuật hoặc là các cái kỹ thuật để anh em có thể là học hoặc là làm theo hoặc này nọ, ok chưa? Đây, như bên em là đang hiện có một cái số mã là rất là phù hợp cho các cháu học tập và giải trí. Các cái mã này là đầy đủ loa cam mic hết, bên em đã test hết rồi. Ví dụ như là cái mã hiện bên em trong ngày hôm nay, em có thể giới thiệu qua một cái số mã mà nó rất là phù hợp. Ví dụ như là mã Dell E6420 chẳng hạn. Đây, mã này là i5 thế hệ 2, màn 14, loa cam mic đầy đủ, RAM 4GB, chạy SSD, khởi động chỉ rơi vào tầm mười mấy 20 giây thôi, rất là nhanh. Rơi vào tầm 16 đến 20 giây là cùng. Ví dụ đây các anh chị em có thể xem, em có thể test qua loa cam mic cho các anh chị xem. Đây, cam rất là nét luôn, anh chị nhìn thấy không? Đây. Mic thu âm thì cực kỳ nhạy luôn, nên anh chị không phải lo về cái vấn đề là mic thu âm có ok không. Bên em đều có test hết. Trước khi chuyển hàng đi là bên em test rất là kỹ, đều cho nhân viên kiểm tra máy rất kỹ luôn. Nên anh chị hoàn toàn yên tâm về các cái dòng máy mà bên em đang bán ra cho các anh chị em. Các anh chị em kiểm tra máy, nếu máy có vấn đề gì lỗi, các anh em báo lại và không nhận hàng luôn. Đây, em có thể test qua mic để các anh chị xem qua mic rất là nhạy luôn. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Em đang thu ở cái khoảng cách rất là xa nha anh chị em nhá. Đây, em bật lại luôn. Đấy, anh chị em thấy chưa? 2, 3, 4, alo, 1, 2, 3, 4, em đang thu ở cái khoảng cách rất là xa nhé. Mã này thì nó tùy từng mã các anh chị em nhé. Mã này thì gần như là đẹp, gần như mới, 95% luôn, không có xước xác gì cả, anh chị em nhìn này. Đấy, rất là đẹp.
Ngoài ra có mã N4050, DM4050i5 thế hệ 2, RAM 4ED120. Anh chị em nào mà có chơi LOL cần nâng cấp thì nâng cấp lên RAM 8GB, bên em có nâng cấp hết về RAM, về SSD rồi bên em đều có hỗ trợ nâng cấp KDBay đây, rất là nhiều đồ là anh em yên tâm. Riêng về phần nâng cấp bên em bán thì tất cả các máy bán ra bên em đều có khuyến mại cho các anh chị em các cái phụ kiện cơ bản, ví dụ như là đều có đầy đủ pin sạc là một này. Cái thứ hai nữa là có khuyến mại tặng kèm theo cặp đựng laptop và chuột không dây kèm theo và tấm lót chuột để các anh chị em di chuột. Chứ anh chị em không phải là mua máy về sau lại phải chạy ra qua cái cửa hàng này cửa hàng nọ mua thêm đồ phụ kiện nữa. Bên em cài sẵn Win và các phần mềm ứng dụng rồi. Ngoài ra tất cả các anh chị em có yêu cầu cài phần mềm ứng dụng hay game gì đó thì anh chị em cứ inbox riêng. Bên em sẽ cho nhân viên cài đúng như yêu cầu của tất cả các anh chị em. Thế nên là vấn đề đấy là các anh em mua máy về chỉ việc sử dụng thôi chứ không cần phải làm thêm bất cứ một cái việc gì nữa cả. Ví dụ như bên em đang có cái mã này là mã HP4502, mã này là i5 thế hệ 4, RAM 4ED120, có thể nâng cấp lên 48GB. Các anh em chị em này máy cũng hoàn toàn như mới luôn, cực kỳ đẹp. Đây chị em xem gần như không có một vết xước nào luôn. Đấy rất nhiều dòng. Hoặc là như dòng có HP EliteBook, mở cái này lên cho anh em ơi. Như là có HP EliteBook 820G1. Enter mở cái máy lên đi. 820G1 hoặc là 840G1, tất cả dòng máy này rất là đẹp luôn. Hoặc là Dell 5530, 5540, 5440, 6440. Còn mã nào nữa nhỉ? Nói chung là rất là nhiều. Ví dụ em có thể lấy điển hình cho các anh chị em xem một cái mã này là mã 840G1. Màn 14 chip i5 thế hệ i5 thế hệ 4, RAM 4ED120, mở ra anh ấy bình ơi. Đây 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 đây, giật cái này ra đây, xé cái này ra đây. Xé này ra, đây cứ xé luôn đi. Đấy, máy thì những cái dòng này thì gần như máy như mới, tuy nhiên có các dòng thời trang, có dòng thi thoảng là nó bị xước răm một tí người qua sử dụng rồi. Thì đấy là không tránh khỏi. Nó tùy mã sản phẩm của anh chị em nha. Có như nào bên em sẽ chụp ảnh như thế, chụp ảnh thật như thế. Pin con này rất là trâu bò luôn, 3 tiếng 40 phút. Đa phần các cái dòng kia thì là i5 thế hệ 2 nó sẽ rơi vào tiếng 30 phút đến tiếng 40 phút. Hoặc là 2 tiếng các anh chị em, thì nói chung là trong quá trình mà chat với em là sẽ có hỗ trợ và tư vấn rõ ràng luôn là pin nó chạy bao nhiêu. Còn tất cả loa cam mic bàn phím tất cả các thứ là bên em đều test hết rồi, phần mềm cài hết, Win cài đầy đủ, ok, office, tất cả phần mềm thông dụng. Cho nên các anh em về chỉ việc sử dụng thôi, không cần gì phải là phải làm đi làm lại hay quan tâm phải mang thợ này thợ nọ cả. Nha anh em nha, và máy bán ra bên em có bảo hành nên anh chị yên tâm nha. Bên em bán 12 năm nay rồi cho nên là về vấn đề bảo hành anh chị yên tâm luôn đi. Vì anh chị có thể là ở phần dưới mô tả của cái video này là anh chị sẽ nhìn thấy có một cái ghim comment ở trên đấy. Có ghi rõ cả trong phần mô tả, ghi rõ là kênh YouTube bên em này, website bên em này, landing page này và fanpage này và trang và Facebook cá nhân của em. Còn Zalo cá nhân của em là 0934669689. Em tên là Cường anh chị em nhá. Anh chị em mà có nhu cầu hay thắc mắc thì cứ liên hệ với em, gọi điện cho em hoặc là inbox Zalo cho em. Em sẽ tư vấn tất cả các thắc mắc của tất cả anh chị em. Em hôm nay là review qua các sản phẩm bên em hiện có, và anh chị em nào mà có nhu cầu thì cứ inbox cho bên em. Nếu anh chị tin tưởng thì cứ inbox cho bên em sẽ gửi rõ thông tin địa chỉ. Địa chỉ bên em là số nhà 19, tổ 1, Tu Hoàng, Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội anh chị em nhá. Bên em có ship code toàn quốc. Bây giờ là thời đại hiện đại rồi cho nên là cái việc đấy là việc rất bình thường. Vì các anh em nhận hàng là được phép kiểm tra hàng. Thứ nhất là máy giống như trong ảnh đã gửi, bên em đã gửi cho anh chị em. Thứ hai nữa là cấu hình giống như bên em đã thông báo, đã gửi cho anh chị. Và máy khi anh em bật lên hoạt động bình thường, tất cả các chức năng và kiểm tra, nếu không có vấn đề gì, máy không vỡ va đập móp méo gì, máy hoạt động bình thường thì anh chị em mới nhận máy và thanh toán tiền cho cốt anh chị em nha. Trong quá trình sử dụng có vấn đề gì anh chị em cứ inbox cho em và Zalo là 0934669689. Em sẽ có trách nhiệm bảo hành máy và tư vấn cho tất cả các anh chị em những cái lỗi thông thường, lỗi vặt. Trước khi gửi máy đi bên em đều có làm một cái video hướng dẫn sử dụng cơ bản cho các anh chị em để anh chị em tránh những cái lỗi không cần thiết trong quá trình sử dụng. Thôi hôm nay em review qua cái văn phòng bên em và các cái mã sản phẩm bên em hiện đang có. Là anh chị em nào có nhu cầu thì inbox cho em theo số điện thoại 0934669689, Zalo của em. Em tên là Cường. Em xin chào tất cả anh chị em.